gió heo mời. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu. Xin chào tất cả anh em đã đến với video công ty Nhạc Việt. Hôm nay Linh sẽ đến với anh em với một điều đặc biệt, một chức năng đặc biệt của PowerWC BLD 4.5. Điều đặc biệt ở đây là gì? Chút nữa Linh sẽ nói. Như quý vị và anh em đã biết thì khi mà mình đi show, đặc biệt là setup âm thanh, những anh em mình setup âm thanh, mua bán âm thanh và setup âm thanh ở những nơi có những cái khó, đặc biệt là như là nhà thờ nè, nhà tiệc cưới nè, những nơi đó rất là khó. Và những cái show anh em nhận gia chủ cực kỳ khó luôn đó. Khi đó chúng ta rất là dễ bị đứt loa và rất là dễ bị mất đi tài sản không thương tiếc, không ai đền hết. Thì chính vì điều đó, hôm nay Linh sẽ giới thiệu với anh em Power BLD 4.5 của WC sẽ làm những cái điều mà anh em cho rằng nó khó, nhưng đối với cái Power BLD 4.5 này rất là đơn giản. Khi anh em mình sử dụng nhiều lo khác nhau trong một cái Power này, thường thường anh em mình sử dụng một cái Power nè, nhỏ cho lo nhỏ nè, Power lớn cho lo lớn nè, Power lớn cho lo súp nè, một cái tủ máy rất là nhiều men nhưng mà đánh được có cặp phun đôi, cặp súp. Nhưng đối với một cái ampli, một cái Power BLD 4.5 này thì anh em mình chỉ còn một con là đủ cho dàn âm thanh cho anh em. Anh em mình đi show hoặc là mình setup âm thanh cho khách, những khách khó tính luôn là ok hết. Bây giờ Linh sẽ đi chi tiết vào Power BLD 4.5 này nha. Thì ở đây Linh đang có sẵn là lo nhỏ inbuilt 6 của lo hãng BV, chỉ có 50W thôi. Và ở đây Linh có lo FP2. FP2 này thì công suất 500W nha anh em. Còn ở đây Linh có một lo sub QW218, công suất là 1600W. Thì với một cái Power BLD 4.5 công suất là 1250W như thế này, thì chúng ta đánh 1200W mà vô luôn cái lo nhỏ này thì đứt luôn, quýnh chừng siêu đứt. Bây giờ gia chủ nói bây giờ tôi còn một cái lo nhỏ trong một cái phòng riêng, anh đưa dây lo lên đó quýnh cho tôi, anh em quýnh vô 1200W vô lo 50W thì chừng mấy phút nó cháy mất đó. Thì bây giờ Linh sẽ mở từng kênh cho anh em nghe. Lò súp trước nha. Đó, lò súp. Rồi, bây giờ tiếp theo FB2. Tiếp theo là inbuilt 6 nha. Đó. Đó là điều đặc biệt của Power BLD 4.5. Thực ra những ampli Power khác 4 kênh vẫn làm được điều đó, nhưng quan trọng là độ bền và có bền lâu được hay không, và có hát hay được không, và có chất ra được hay không, và cân chỉnh được cái độ ra của âm thanh công suất theo ý mình muốn hay không. Đó là một điều khác nha. Thì hôm nay Nhạc Việt sẽ cho anh em thấy rằng là BLD 4.5 này có thể đánh công suất theo yêu cầu của lo được. Quý vị có lo, chỉ cần quý vị có lo và lo đó yêu cầu bao nhiêu watt thì em này sẽ chỉnh được bao nhiêu watt cho anh em. Bây giờ Linh sẽ đưa cho anh em mình xem màn hình Linh đã chỉnh sẵn ở đây nha. Ở đây Linh đang có sẵn là 4 kênh cho anh em nhé, A, B, C, D. Thì hiện tại Linh đang cầu nối với nhau luôn. Đối với những lo công suất lớn thì với một cái men nó công suất nó nhỏ hơn thì chúng ta có quyền cầu nối vào với nhau luôn. Thì ở đây Linh đang cầu nối A và B cho lo sub QW218. Đó.
Đó, thì Linh đang cầu nối công suất của VW218 ở cái main BLD4.5 này nha. Đó, thì khi mà anh em cầu nối lại với nhau thì công suất này AB sẽ làm rig mono lên thì công suất sẽ lớn hơn công suất của lo, và khi đó anh em mình cân chỉnh làm sao cho nó vừa hợp lý lại với cái main, với cái lo của mình luôn. Tiếp theo là kênh C này, Linh đang cho lo FB2. Đó, Linh đang... Và kênh D là cho lo Pinmun 6 nha anh em, công suất chỉ có 50W thôi. Để cho anh em mình thấy được cái giới hạn của công suất rõ ràng hơn thì Linh đang để cho anh em xem trên màn hình laptop nhé. Thì ở đây là output AB nè. Đó, Linh đang để cầu nối với nhau kênh A và kênh B đánh rig mono. Thì ở đây đi, nếu mà rig mono là công suất của nó là lên tới 2500W. Nhưng lo VW218, lo sub VW218 của BV công suất chỉ có 1600W thôi, thì Linh sẽ đỡ đây là 1600W. Đó cho anh em nha. Tiếp theo, kênh C này Linh đang để là FB2. Thì cũng FB2 thì chỉ có 500W thôi, thì Linh sẽ đỡ là 500W cho anh em. Khi mà anh em có laptop thì nó sẽ trực quan hơn rất là nhiều. Và lo Pinmun 6 chỉ có 50W thì Linh đang đỡ là 50W đây. Đó là cái giới hạn của âm thanh cho anh em nhé. Mình công suất bình thường thì chúng ta không có thể đưa lên đưa xuống này nữa. Ví dụ 1300W thì đỡ 1300W rồi quýnh cháy lo hết. Cho nên khi mà chúng ta có em BLD4.5 này, anh em chỉ cần lo Pinmun 6 50W thì anh em chỉ cần để 50W thôi. Vừa rồi Linh đã đi chi tiết cho anh em và cho anh em thấy trực quan luôn cái đường out ra lo theo ý của anh em luôn, ý của lo và ý của nơi làm việc. Ví dụ như anh em mình làm nhà thờ nè, anh em mình nhà thì cưới mà, yêu cầu của gia chủ là mình phải làm theo những nơi đó, công suất nhiêu đó, lo này phải đánh như này, lo kia đánh như này. Thì em BLD4.5 này với chức năng output theo ý của anh em như thế này thì đây là một trong những cái power mà Linh cảm thấy rất là ok, rất là tuyệt vời. Anh em mình đi show chỉ cần một em này thôi là đủ rồi, đầy đủ chức năng hết nhé. Chức năng này thì đã có rất là nhiều video giới thiệu trên YouTube cho anh em, ví dụ như có Rode Server nè, có Equalizer nè, DB bao nhiêu cách hú cách gì đó, tắp ca mọi thứ thì ở đây nó có đã sẵn hết rồi. Nhưng hôm nay Linh đi chi tiết một cái chi tiết cực kỳ quan trọng, đó là đường output ra lo bao nhiêu. Anh em mình đánh dàn bao quay, đem power BLD4.5 này về làm được rất là nhiều thứ, đảm bảo cho anh em mình lo không bị cháy, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng và rất gọn nhẹ. Một em mixer và một em power này đi làm là đủ, làm cho mọi thứ chúng ta nó trở nên hoàn hảo hơn. Đương nhiên giá cao tiền nào của đó. Xin chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp anh em ở các video khác của Nhạc Việt.